Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Hoàng Lê Thiệp xin chào quý vị và tất cả các bạn. Đây là ngày cuối trưng bày cây cảnh bonsai nghệ thuật ra mắt hội bonsai 1977. Đây là quý vị các bạn nhìn thấy quá là đặc biệt luôn, một cái sân chơi bụi hoa nhiều vô kể, xếp thành hàng dài răng rạc. Thực sự là một cái lễ ra mắt hoành tráng chưa từng có trong lịch sử cây cảnh ở Việt Nam luôn đấy quý vị. Ra mắt một cái hội mà có 17 thành viên thôi nha, mà khủng khiếp như thế này cho thấy là một cái cuộc chơi quá là tốn kém nhưng cũng quá là ấn tượng, mang dấu ấn rất rất là lớn. Rồi hoa đẹp quá trời luôn, 3000 là hoa. Wow, quý vị thấy không? Không biết đến bao giờ thì có một cái chương trình ra mắt một cái hội bonsai hay là một cái câu lạc bộ bonsai mà nó khủng khiếp như thế này nữa. Đủ hết các anh tài, nhân vật lớn, các bậc tiền bối đều có mặt trong cái buổi lễ ra mắt rất là ấn tượng. Đây còn cá một phía đằng này nữa này quý vị. Ôi hoa này. Trời ơi, đủ các câu lạc bộ, các hội, anh em khắp mọi miền. Đây, một cái lãng hoa VIP, siêu VIP này. Một cái lãng hoa siêu VIP của Cường Bin, nhà vườn Bin Nguyễn. Chúc mừng. Rất là hoành tráng, chuyên nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng vào trong. Hôm nay mới là cái ngày mà tôi được ngắm kỹ nhất. Thành thơi hôm nay thì về sang để ngắm này, chia sẻ cho cả nhà xem kỹ các tác phẩm. Tại vì từ đầu đến giờ là tôi chưa quay kỹ, mà chỉ là đưa tin là chính thôi. Đây, cái tác phẩm Nhất Long này của nhà vườn Nhật Cường. Đó, ở vị trí đón khách ngay cửa. Ngoài cửa này rất là nhiều long nhá. Đây này cũng là một cái viên đá long này, dáng long, cái dáng long rất là đẹp. Đấy. Đấy, toàn cảnh ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người đến tham quan nhá. Ở bên này thì Long Vân Quần Mộc của Hoàng Lịch Thiệp này. Đấy, hôm nay hoa cũng rất là đẹp. Hoa vẫn đang rất đẹp nhé, hoa vẫn rất là tươi. Đang tiếp tục trổ hoa xuống những cái bông ở phía dưới rồi. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay thật kỹ từng cái tác phẩm một trong cái chương trình trưng bày lần này nha. Ta sẽ đi từ cái hàng này luôn này. Đi từ hàng này nha. Tác phẩm mà Phong Thu Cổ Đình của nhà vườn Minh Dưỡng này. Cái tác phẩm này tôi cũng rất là có duyên để đặt tên cho cái tác phẩm này chẳng vào đúng cái ngày mà trời mưa rất là to. Mưa to gió lớn và quyết định là đặt tên cho tác phẩm là Phong Thu Cổ Đình. Đó. Dáng của nó rất là đẹp. Một cái cây nó có cái rễ trống để trở thành một cái cây dáng làng. Phong Thu Cổ Đình. Cái tác phẩm này thì vặt hết lá đi chơi dăm nó cũng rất là đẹp, người làm bộ dăm rất là kỹ. Ok. Lại quay tiếp nha cả nhà. Cái này thì tôi được biết là anh Minh Dưỡng có nói về việc đã bán cho anh Sử Ba Thá rồi. Đấy, sau đấy thì lại lấy lại luôn.
nó cũng là một tác phẩm rất là đẹp. Đẹp. Ông Thu cổ đình. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ ngắm thêm một cái tác phẩm nữa, thì là cũng được anh Minh Dưỡng gọi là bộ ba củ gừng. Thế tác phẩm này thì nó ở pha size tầm trung vừa, cao hơn mini một chút. Nó là một trong những cây xanh ở cái size này thì có lẽ là quý hàng đầu luôn. Tác phẩm này thì đi tham dự quá nhiều cái cuộc triển lãm luôn. Một cái cây xanh đặc biệt, rất là quý. Rồi, cái tác phẩm này thì có tên là Đỉnh Mộc Giang Nam. Mộc Đỉnh Giang Nam hay gì đấy, tôi không nhớ. Đỉnh Mộc Giang Nam, à. Anh ấy bảo trước đây cái dáng của nó giống như định làm như là cái mâm xôi con gà. Cái này thì tôi đều biết là chuyển nhượng rồi. Cho anh Nguyễn Đình Mẫu. Tác phẩm này thì cũng mới xuất hiện được một thời gian vừa qua. Vì trước đây thì tôi đến là lúc đấy anh Dưỡng còn đang nuôi mầm thờ. Mới vừa rồi thì quyết định là mới cắt cái mầm thờ rồi làm kỹ bộ bông răm. Cũng là những tác phẩm tôi luyện khá là lâu. Tác phẩm này của bạn Minh Nhật, à bạn Kim Nhật. Cây này thì chưa đặt tên. Nhà vườn Nhật Cường thời gian vừa rồi bị cái rêu. Và cây này thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Nó có một vài bông nhỏ nữa thôi. Dáng của nó thì rất là điệu. Bố cục thì nó như một cây hai thân. Một trực, một hoành. Và những cái tay chốt của cái thân trực thì nó lại rất là bay. À, nó đớp bóng với lại cái thân hoành. Đấy, nên là nó tạo ra một cái bố cục trườn khá là phiêu. Những cái nét đẹp của nó cũng rất đáng để chúng ta ngắm. Điểm xuyết là những cây tre của chum bonsai. Cây ổi này là một trong những cây ổi mà tôi rất là thích. Và nó cũng là cây ổi tạo niềm cảm hứng cho rất là nhiều người, đặc biệt là những ai mà đang sở hữu cái phôi ổi. Đây phải nói là một cây ổi mà làm được cái đường nét rồi những cái chi tiết khó như thế này, kỹ như thế này thì thật sự là nó mất rất nhiều thời gian. Vì ổi nó làm nó không dễ. Tôi đã từng uốn một vài cây ổi rồi tôi biết. Nó rất là lâu ra được hình form mà uốn không khéo nó bỏ. Rồi hai nữa là đặc điểm cái ổi là nó hay bị bỏ răm vào trong. Nếu mà làm được bộ răm dày mà không thưa thoáng là sau này nó cũng không thể là duy dưỡng cho bộ răm rồi bộ tán nó ấm được. Rồi cái ổi nó khó như vậy. Rồi nữa là các cái đường chuyển chạy của các cái cành chi của cái cây ổi này họ làm cũng rất là công phu, rất là kỹ, tỉ mỉ. Để làm như này thì khó lắm. Cây xanh thì chúng ta dễ hơn, cây ổi này nó không đơn giản chút nào. Vì thân nó nhẵn, đặc biệt là cái này nó cái cốt của nó rất là quý. Cái bệ này nó có cái đường nét rất là kỳ dị và đẩy cái phần thân trên nó lại vặn một đường vặn cực phê. Nói chung đây là một trong những cái ổi tiêu biểu
Tôi hy vọng rằng là tới đây thì chủ nhân sẽ đặt tên cho cái tác phẩm này thật là hay, và sau này thì đưa cái tác phẩm này cũng là đại diện cho một cây ổi đẹp và bách khoa toàn thư về sinh vật cảnh Việt Nam để lưu giữ. Tiếp theo là chúng ta ngắm một cái tác phẩm mà Mộc Thạch Tương Sinh của anh Hồ Văn Hinh. Tôi biết là những cái tên như là Mộc Thạch Tương Sinh thì rất là nhiều người đặt tên trùng. Và ở đây thì tôi cũng không biết là các anh có biết về cái bách khoa toàn thư không. Có thể là các anh ấy đặt tên từ thời điểm trước khi mà tôi ra cái bách khoa toàn thư, thì cái việc mà bản quyền tên tác phẩm sau này sẽ hơi bị khó. Đấy, có rất là nhiều người đặt trước thì tôi đi cũng đặt tên như là mâm xôi con gà, rồi cũng đặt tên cả dấu ấn thời gian các thứ. Đấy, rồi cái tác phẩm Mộc Thạch Tương Sinh này thì tôi phải biết thế là có đến 3-4 cái tên là Mộc Thạch Tương Sinh rồi. Đấy, rồi đặc biệt nhất là tôi nhìn thấy những tác phẩm như là Hồn Quê, Hồn Việt thì rất nhiều người đặt tên trùng. Và sau này thì cái đây là một trở ngại rất khó. Tác phẩm nào mà được đưa lên bách khoa toàn thư trước thì cái tác phẩm đấy sẽ được bản quyền tác phẩm. Còn những cái tác phẩm tên sau thì có lẽ sẽ phải thay tên mới được đưa vào bách khoa toàn thư. Đấy là tôi chia sẻ về cái nguyên tắc một chút và có cái bách khoa toàn thư sinh vật cảnh Việt Nam như vậy. Tác phẩm của anh Hinh rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngắm một cái cây có tên là Đại Tướng. Thực ra thì nó chưa hoàn thiện nên là để dùng cái tác phẩm thì hơi khó. Tuy nhiên là cây này có thể chúng ta châm trước bởi vì chủ nhân làm theo ý tưởng. Ngay từ lúc bắt đầu là định hình. Đây là một cái ngọn của một cái cây tán tầng rất già, rất là to. Ngọn của cây tán tầng này rất là quý. Và cây này là giao dịch đến tận 2 tỷ rưỡi. Cây này mấy năm rồi, nó cũng là một cái cụm là như một cái quả bom nổ rất là khủng. Và sau đó thì về anh Toàn Thái Nguyên này, anh đặt tên là Đại Tướng và một cây anh gọi là Đài Sen. Thì về cơ bản là anh muốn giữ nguyên cái nét cổ của cái cây này. Nó cũng là một cái cây rất là kỳ dị, đường nét cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên là cắt ngọn nên là cần phải chờ thời gian để là cây này nó có cái bộ bệ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi và tìm hiểu của rất nhiều người thì muốn làm cho cái bệ chảy thì nên làm cho cái chậu nó mỏng thôi. Chậu nó mỏng hoặc là đè, đặt gạch, xếp gạch gì ở dưới đó để cho cái chậu, cái bệ này nó tràn ngang, chứ không là nó cắm sâu. Thì sau này nó có bệ nhanh hơn. Đấy, một cái cây tương lai cũng đặc biệt. Nhưng nếu vào tay người khác thì người ta sẽ làm kỹ hơn rất nhiều. Tất nhiên là tùy từng người sẽ có quan điểm riêng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngắm cái tác phẩm có tên là Huynh Sư Giáo Đệ. Thì cái tác phẩm này tôi cũng là cái người đặt tên cho cái tác phẩm này. Đợt trước thì làm cái thạch thư theo kiểu viên đá này, bây giờ cái chữ nó mờ hết rồi. Hôm nào sẽ phải viết lại, tô lại cái màu sơn. Tác phẩm Huynh Sư Giáo Đệ là một cái cây xanh hai thân, một trực và một hoành. Đấy. Gần như là một siêu một hoành. Hai thân thì đuổi nhau mà lại chung gốc. Đấy, nên tôi gọi nó là Huynh Sư Giáo Đệ. Người anh thì thành đạt hơn. Đấy. Người em thì hơi nghịch, hơi bướng. Có thể hiểu là như vậy. Đấy, những cũng có thể hiểu rằng là người anh đang nâng đỡ người em, chỉ bảo cho người em. Bởi vì là trong một gia đình thì hầu như không bao giờ có chuyện là tất cả anh em đều tài đều giỏi hết cả. Mà có người này có người kia, và người đi trước thì nâng đỡ người sau. Anh thì nâng đỡ, chia sẻ, dạy bảo em sống đúng đạo, đúng hiếu, đúng nghĩa, đúng trí, đúng tình. Để tiếp theo chúng ta sẽ ngắm một cái cây xanh của anh Hiệp. Cây này nó có một cái thân tử rất là độc đáo, đặc biệt.
rất là lạ. Mà không chỉ là một cây tử đâu, hai cây tử đều dị, đều kỳ dị luôn. Đều rất kỳ dị. Hôm nay thì tôi sang đây để quay phim và chụp hình lần cuối. Ngày mai thì bắt đầu các anh ấy trả cây rồi. À, một số cây thì sẽ mang về Ninh Bình, còn một số cây thì sẽ về với chủ. Cái tác phẩm này thì cao khoảng độ trên 70 nhé, tầm 80, cũng rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngắm một cái tác phẩm này, cũng là cái tác phẩm rất là quý. Và trước đây thì tôi không biết nó gốc tích từ đâu, nhưng mà tôi chỉ nhớ là Tư Đen và anh Hưng Còi thì sở hữu cái cây này, tên là Vinh Quy Bái Tổ. Đấy, và sau này thì chuyển nhượng cái cây này cho anh Mạnh Nhà Cổ ở Ninh Bình. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ ngắm kỹ cái cây này. Cây rất là đẹp. Nói chung là một cái cây rất là già. Hôm nay đã có một số tác phẩm các anh chủ đã đến lấy rồi. Đây là một cái cây xanh cổ, thật sự là một cây nguyên bản luôn. Biết cốt của nó thì nó là cái thế gì, có phải là tàn tầng hay là trực liên chi. Có lẽ theo tôi thì nó là một cái trực liên chi cổ hóa, rất là quý. Cây này chắc nó cao phải cũng ngoài tầm 1m3, 1m4 rồi đấy. Rất là đẹp. Nó thuộc top những hàng cây quý, cây xanh quý. Vinh Quy Bái Tổ của anh Mạnh Nhà Cổ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ngắm một cái tác phẩm cũng mới nổi, thời gian vừa rồi được nhiều anh em quan tâm rất là nhiều. Đó chính là tác phẩm Gia Bảo. Và tên là Gia Bảo của nhà vườn Đàm Lan Viên. Đây là một người anh em chơi lan và rất là thành công với lan. Rồi sau đó thì cũng có đầu tư sang cây. Và rồi thì là đây là những cái tác phẩm rất là quý mà nhà vườn Đàm Lan Viên đã đầu tư. Trong tôi nhớ không nhầm thì cuối năm 2023. Tác phẩm này đã được bàn giao về nhà vườn, cũng là một chương trình tổ chức cũng rất là hoành tráng. Đây là một cây xanh rất là cổ. Đàm Lan Viên trồng trong một cái chậu cổ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ngắm một cái tác phẩm có tên là Vương Miện. Vương Miện là một trong những cái tác phẩm đặc biệt, tôi được biết khá lâu rồi. Cái này thì của bạn Duy Sượt ở thành phố Hải Dương. Cũng là một cái cây xanh cổ. Và theo quan sát của chúng ta đây thì thấy là những cây xanh cổ đang là có một cái gì đó nó khá là vượt trội. Khá là vượt trội. Vượt trội thứ nhất là độ sạch sẽ, thứ hai là độ mịn, thứ ba là độ già. Thứ tư là cả cái đường nét nó cũng rất là chặt chẽ. Ngày xưa các cụ làm rất là chuẩn. Đấy, những cây xanh cổ nó còn nguyên bản, những cái nét răm, nét chi, nét xương. Bộ bệ rễ thì làm quá sạch sẽ như thế này rồi. Đấy, nên là những cây xanh cổ luôn luôn là một cái điểm nhấn, một điểm rất là hút đối với người xem. Ngày xưa lúc mới đầu tôi vào trong chơi cây thì tôi cũng nghĩ là những cây xanh cổ như thế này nó đơn điệu và cái giá trị của nó không cao, và mình cứ nghĩ rằng là làm theo lối mới của một số anh em thợ thì mới là đẹp, mới là thời thượng. Nhưng mà sau này mình khi mình tìm hiểu sâu, mình đi sâu vào nghề, vào giới thì mình mới hiểu được là những cây xanh cổ này nó đẹp vô cùng và rất là quý, rất là ý nghĩa. Đấy, tác phẩm Vương Miện của bạn Duy Sượt đến từ thành phố Hải Dương, trồng trong một cái chậu đá này, đôn bằng inox rất là sang trọng, bông răm mịn tít, răm rất dày. Và đây là một trong những cái tác phẩm rất là hiếm hoi, là cái chính là cái chất liệu xanh lá móng. Chất liệu xanh lá móng này rất là hiếm hoi. Và lá móng này thì đặc điểm nó là vùng Hà Tây cũ. Một thời gian nó phát triển cực mạnh luôn. Xanh lá móng rất là quý. Ở cái chỗ thứ nhất là cái lá của nó lúc nào nó cũng tươi, xanh. Đó. Và thứ hai nữa là lá nó phẳng, nhìn nó hấp dẫn hơn.
cảm giác nó sinh khí chứ nó không buồn như là cái lá xanh Nam Điền, cái lá kiểu xanh lá mỏng, nó to bản nhưng nó nhọn mũi. Đấy, lá của xanh như thế này quý vị thấy là nó đẹp không? Rất là đẹp. Chỉ có điều là cái xanh lá móng này nó rất giống với lại cái dòng xanh mũi hài này, vì cái chất da của nó lại là cái chất da xanh. Và đặc biệt là cái dòng xanh lá móng này, cái thân nó phát triển chậm, nó kém. Đấy, nó không to, không nở như xanh Nam Điền. Đấy, mà có khi là nó còn nhỏ, còn còi hơn là cả dòng xanh mũi hài. Nhưng mà nó lại cũng có một cái điểm rất là hay là rễ nó cũng bệt và nó hóa biến cũng đặc biệt, cũng rất là đẹp. Đường nét của cái tác phẩm này cũng rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng tới đây thì tác phẩm này cũng sẽ được đặt tên và lưu danh trên bách khoa toàn thư sinh vật cảnh Việt Nam. Đấy. Tiếp theo thì xin mời quý vị ngắm thêm một cái cây. Cây này thì có lẽ nó thuộc tầm size mini rồi, của nhà vườn Minh Dưỡng. Đấy, có một cái cây gọi tên là củ gừng trong cái bộ ba thiên địa nhân tụ hợp. Thực ra thì anh Dưỡng đặt tên đã theo ngẫu hứng. Ở đây là trên cả video này thì tôi cũng nói rõ về quan điểm, đấy là quan điểm cá nhân của tôi nhé. Thì anh Dưỡng đặt tên là cũng ngẫu hứng, chưa bám sát lắm về cái chủ đề của cái cây. Nên tại sao mà bộ ba huyền thoại tôi cũng phải đặt tên từng tác phẩm một. Thì ban đầu tôi gọi là bộ ba huyền thoại thôi, nhưng mà tên từng tác phẩm là nó xuất xứ, nguồn gốc, rồi lịch sử, quá trình tạo tác và sở hữu nó khác nhau. Cái quá tức là cái quá trình ra đời của nó và hình thành đến khi nó nổi tiếng nó rất là khác nhau. Nhưng gọi chung thì là bộ ba huyền thoại đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta tôn trọng từng tác phẩm thì chúng ta phải gọi tên riêng cho nó. Và video số 1 này xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Tôi sẽ tiếp tục với rất nhiều video trong cái không gian trưng bày này.